Huawei hơn cả Apple. Apple dù là đối thủ truyền kiếp của Samsung, nhưng lại là một nguồn thu cực lớn của hãng này từ nhiều năm nay. Và cho dù là đối thủ nhưng iPhone cũng không thực sự đe dọa được ngôi vua của Samsung trên thị trường di động. Thực tế, Huawei mới là hãng có khả năng lật đổ được vị thế của Samsung nhanh hơn bất kỳ ai, nếu như hãng này không vấp phải lệnh cấm từ chính phủ Mỹ. Và sau khi Huawei chính thức ra mắt Mate 30, thì hãng di động Hàn Quốc đã nhận thấy sự đáng gờm của đối thủ, và ngay lập tức đã cho thấy sự quan tâm của mình bằng màn chế diễu quen thuộc. Sau khi bom tấn Mi 30 xuất hiện trên sân khấu với sự nâng cấp đáng kể về thiết kế, cấu hình, camera nhưng lại không được trang bị các dịch vụ của Google, thì Samsung đã mở một chiến dịch truyền thông nhằm nhắc nhở khách hàng rằng điện thoại của hãng luôn được tích hợp đầy đủ các dịch vụ và ứng dụng của Google, trong đó người mua Galaxy Note được sử dụng 4 tháng miễn phí dịch vụ YouTube Premium. Quảng cáo nhằm ngụ ý khuyên người dùng nên mua Galaxy Note 11 vừa ra mắt của Samsung bởi vì sẽ không có một sản phẩm nào khác có thể thay thế được chiến dịch truyền thông của samsung nhằm nhắc nhở người dùng về việc điện thoại galaxy note của hãng vẫn được tích hợp các dịch vụ của google nhằm mỉa mai đối thủ huawei với những người quan tâm đến công nghệ chắc hẳn vẫn còn nhớ rằng samsung hiếm khi đề cập đến các đối thủ android trong các chiến dịch truyền thông của mình thay vào đó mọi video hình ảnh mỉa mai chế nhạo đối thủ đều nhắm đến iphone của apple có vẻ như với sức mạnh ngày càng đáng sợ huawei đang trở thành một đối thủ khiến samsung lo ngại hơn của apple